vậy là mình đã hoàn thành xong một món rất là ngon, thịt bò xào hoa thiên lý. Mọi người hãy thử nấu món ăn này cho gia đình mình cùng thưởng thức xem sao nhé. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức món ăn hoa thịt bò xào với hoa thiên lý cùng với mình nhé. Công thức thì mọi người có thể xem ở trong video vừa rồi. Mọi thắc mắc thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ muốn hướng dẫn mọi người xào một món từ thịt bò, đó là bò xào với hoa thiên lý. Món này thì mình sẽ ướp trước cái phần thịt bò ở đây. Bò này mình đã ướp với dầu hào và một chút tỏi và một chút dầu ăn để cho bò xào lên sẽ có độ mềm và thơm, không bị khô. Sơ qua thịt, sau đấy là mình sẽ cho hoa thiên lý vào để xào. Khi bò đã chín thì mình sẽ cho đường. Mình chỉ xào hơi tái tái đi. Sau đấy bây giờ mình sẽ dùng luôn cái bò này để mình xào rau. Sẽ cho hoa thiên lý vào. Hoa thiên lý thì cũng rất là ngon chín. Hoa thiên lý này có mùi thơm rất là đặc trưng. Món này ăn cùng với cơm nóng rất là ngon, có vị thơm của hoa thiên lý và đậu nành. Hoa này cũng rất là nhanh chín, mình sẽ cho luôn cái phần thịt bò vào xào. Mình sẽ cho lửa lớn xào lên tay, cho bò và hoa thiên lý chín đều. Thì mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa được rồi nhé. Bò đã chín và rau cũng đã chín rồi.